Kính chào quý vị, chúc quý vị năm mới nhiều sức khỏe, thành công, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp công đoàn trên địa bàn thành phố Tân An triển khai nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Liên đoàn Lao động thành phố Tân An đã tổ chức đồng loạt các hoạt động an sinh xã hội để giúp công nhân lao động có điều kiện vui xuân đón Tết chu đáo, ấm cúng hơn. Theo đó, đồng hành cùng người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, các cấp công đoàn thành phố Tân An đã phối hợp trao 551 phần quà trị giá trên 340 triệu đồng. Ngoài tổ chức các chuỗi hoạt động hỗ trợ đoàn viên người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Tân An đã tổ chức các hoạt động chăm lo Tết và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu đối với tất cả các cấp công đoàn với phương châm Tết sum vầy kết nối yêu thương. Tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố Tân An cũng đã tổ chức trao tặng 94 phần quà, tổng kinh phí 70 triệu đồng cho công đoàn viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân ở trọ không có điều kiện về quê ăn Tết. Thưa quý vị, để chăm lo Tết cho công nhân, người lao động, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, trong những ngày qua, các cấp công đoàn trong và ngoài tỉnh Long An đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm mang đến cái Tết ấm áp, nghĩa tình để anh chị em công nhân lao động có được cái Tết trọn vẹn hơn. Không khí đầy sắc xuân này chính là chương trình Cùng nhau làm nên Tết do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa mới tổ chức tại Long An. Ngoài việc trao tặng 500 phần quà Tết cho đoàn viên công đoàn và thanh niên công nhân, chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa như phiên chợ Tết công nhân, lao động, không gian ẩm thực Tết ba miền. Hỗ trợ cho những phần quà và những được đón Tết, không khí Tết rất là vui. Ở đây có những gian hàng bài trí rất là đẹp, có được gói bánh, được sum vầy với lại các anh chị em công nhân. Cảm ơn các cấp lãnh đạo đã tổ chức công ty này cho tụi em. Còn đây là buổi tiệc tất niên được Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức tại một khu nhà trọ ở huyện Bến Lức. Ngoài được trò chuyện, dùng bánh, uống nước, các công nhân lao động khó khăn còn được nhận quà Tết. Mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng, gồm 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng. Mấy năm qua dịch quá cũng không vui vẻ, có năm nay rất là vui. Thấy tụ họp anh chị em đồ lợi cũng vui vẻ, nhờ cộng đoàn giúp đỡ cho anh chị em nhà trọ, nhà nghèo như tụi em cũng vui rồi. Chương trình Tất niên vui xuân đón Tết Nguyên đán cùng công nhân lao động được các cấp công đoàn tổ chức tại 20 khu nhà tập thể, khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh, trao tặng 700 phần quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi khu nhà trọ như vậy thì đều có những cái chương trình là trao quà, thăm hỏi động viên và cùng nhau ngồi quây quần để mà gắn kết với lại người động. Qua đó là động viên người lao động vượt qua những cái khó khăn để có thêm nhiều cái động lực cho một năm mới, năm 2023. Đi liền với những món quà Tết là lời thăm hỏi động viên cùng những lời chúc Tết đông đầy ý nghĩa. Đây sẽ là sự động viên khích lệ to lớn để công nhân lao động sớm trở lại làm việc đầy đủ đúng thời gian sau những ngày nghỉ Tết. Qua đó, cùng với các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả quá trình phục hồi phát triển sản xuất để ổn định việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Thưa quý vị, trong không khí đón Tết Quý Mão năm 2023, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Tân An đã tổ chức các hoạt động vui đón Tết nhằm giáo dục truyền thống cho các em học sinh. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp giáp Tết, cô và trò trường mầm non Quỳnh Thị Mai, phường 2 lại quây quần bên nhau gói bánh và chơi các trò chơi truyền thống của dân tộc. Với chủ đề Tết yêu thương, trong không gian tràn ngập không khí Tết với hoa mai, hoa đào, bánh chưng xanh, các em được các cô giáo kể về ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, hướng dẫn cách gói bánh chưng vuông, bánh chưng dài. Hôm nay các cô cho con chơi nặng tò he, làm bánh, chơi các trò chơi nhân gian, con cảm thấy rất vui. Tham gia hoạt động đón Tết, các em nhỏ còn được tự tay làm bao lì xì, nặng tò he, viết thư pháp, trưng bày các sản phẩm OCOP, thưởng thức các loại bánh dân dã truyền thống của địa phương và tham gia các trò chơi truyền thống. Con được các cô dạy gói bánh chưng ngày Tết. Con cảm thấy rất là vui vì con được ơn ở những truyền thống ngày Tết của mình. Chương trình Tết yêu thương không chỉ thu hút sự tham gia của các bé, các bậc phụ huynh có con em theo học tại trường cũng rất hào hứng với hoạt động ý nghĩa này khi được tận mắt nhìn các con thích thú trải nghiệm. Ta thấy là nhà trường tổ chức chương trình trải nghiệm không khí đón Tết cổ truyền rất là hay và ý nghĩa đối với các bé. Bởi vì khi mà tham gia chương trình này thì các bé hiểu biết rất nhiều về cái phong tục, tập quán truyền thống của dân tộc Việt Nam mình. Mỗi năm
nhà trường sẽ tổ chức những cái hoạt động, những cái chương trình Tết yêu thương với những cái nội dung, những cái hình thức khác nhau để cho các cháu có cái tâm trạng háo hức chào đón mỗi khi Tết đến xuân về. Không khí xuân đang tràn ngập trên mọi nẻo đường và rộn ràng trong mắt trẻ thơ. Các hoạt động ý nghĩa này giúp các cháu hiểu hơn về Tết cổ truyền của dân tộc. Đảm bảo an sinh xã hội là công tác luôn được các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trên địa bàn huyện Thủ Thừa quan tâm thực hiện. Theo đó, huyện huy động mọi nguồn lực xã hội hóa, vận động quỹ chi người nghèo để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vận động quỹ chi người nghèo được gần 738 triệu đồng. Trong năm đã xây mới và sửa chữa 33 căn nhà đại đoàn kết, xây dựng 2 công trình dân sinh nông thôn, 2 công trình cây xanh, tuyến đường hoa với tổng kinh phí trên 4 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra, huyện còn vận động mạnh thường quân trao tặng trên 16.600 phần quà, khám chữa bệnh cho người nghèo, tặng thẻ bảo hiểm y tế với tổng giá trị trên 5 tỷ đồng. Qua đó kịp thời chia sẻ động viên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Theo đề án tuyển sinh của các cơ sở đào tạo vừa công bố, một trong những điểm mới đáng chú ý trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2023 với các trường có tổ chức kỳ thi riêng là đều có chủ trương công nhận chéo kết quả thi của nhau để tuyển sinh. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thí sinh. Thí sinh có thể chỉ cần tham dự kỳ thi của một trường và dùng kết quả này đăng ký xét tuyển vào các trường có sử dụng kết quả thi để xét tuyển. Năm 2022, cả nước có hơn 60 cơ sở đào tạo sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển đại học. Còn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có 86 trường đại học cao đẳng sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để tuyển sinh. Hai đại học này cũng đã thống nhất công nhận chéo kết quả bài thi đánh giá năng lực của nhau. Thưa quý vị, cùng với phát triển kinh tế xã hội, công tác khuyến học khuyến tài luôn được huyện Đức Hòa quan tâm thực hiện. Trong năm 2022, huyện đã trao tặng hàng ngàn suất học bổng và khen thưởng tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, Hội Khuyến học huyện đã cấp gần 2.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với số tiền trên 2 tỷ đồng, đồng thời trao tặng gần 12.700 phần quà với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tiếp sức cho học sinh vượt khó vươn lên ở các cấp học, không để các em phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, huyện còn thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, đồng hành với các em cuối cấp, hỗ trợ kịp thời các vật dụng cần thiết để các em an tâm hoàn thành tốt bài thi của mình, kinh phí hỗ trợ tiếp sức mùa thi trên 200 triệu đồng. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022 của huyện đạt trên 99%. Thông qua công tác xã hội giáo dục đã góp phần tạo điều kiện giúp các em có môi trường học tập tốt hơn, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Thưa quý vị, với phương châm lấy người dân doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm đầu mối, thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp. Kết quả đã giảm từ 114 thủ tục với 335 giờ thực hiện năm 2015 xuống còn 25 thủ tục với số giờ thực hiện chỉ còn trên 100 giờ. Đồng thời đẩy mạnh giao dịch điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 100% dịch vụ công của ngành được thực hiện ở mức độ 4. Người dân doanh nghiệp có thể giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội ở mọi lúc mọi nơi. Khi cần thông tin, người dân không phải đến trực tiếp trụ sở mà có thể tương tác với cơ quan bảo hiểm xã hội ở nhiều kênh khác nhau như tổng đài hỗ trợ, cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của ngành. Trong năm đã có khoảng 18,3 triệu lượt người tương tác, tiếp cận với các thông tin về chính sách. Thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, toàn ngành đã quyết liệt triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Kết quả tại Trung ương đã cắt giảm 3 đơn vị cấp vụ, 13 đơn vị cấp phòng. Tại 63 bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố đã cắt giảm 65 đơn vị cấp phòng, 64 bảo hiểm xã hội cấp huyện. Sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy, đã giảm 450 các chức danh lãnh đạo quản lý trong toàn ngành ở cả 3 cấp, trung ương, tỉnh, huyện và giảm 2.185 biên chế. Theo số liệu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, trong khi giá đất nền giảm mạnh, phân khúc nhà ở, đặc biệt là căn hộ chung cư không nằm trong xu hướng giảm giá bán. Theo đó, giá bất động sản, đặc biệt là đất nền được điều chỉnh giảm mạnh, gần như trở lại mức thời điểm cuối năm 2021 khi chưa xảy ra cơn sốt đất. Cuối năm 2022, ảnh hưởng từ các chính sách tiền tệ thắt chặt và các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế cũng như các vấn đề nội tại thị trường chưa được giải quyết đã khiến thị trường bất động sản rơi vào khó khăn. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở, đặc biệt là căn hộ chung cư, không nằm trong xu hướng giảm giá bán.
Cũng theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, quý 1 năm 2023, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ ít biến động và rất khó xảy ra các tình huống mang tính đột biến. Lượng giao dịch kỳ vọng tương đương với cùng kỳ năm 2022. Báo cáo nhanh về tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán quý Mão 2023, Bộ Tài chính cho biết, tình hình cung cầu trên thị trường trong các ngày diễn ra bình thường, không có diễn biến bất thường về giá. Do việc sản xuất dự trữ nguồn hàng phục vụ Tết được triển khai sớm, nên lượng hàng hóa dồi dào, chủng loại đa dạng, tổ chức lưu thông thông suốt trên địa bàn cả nước, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhu cầu mua sắm cơ bản ổn định, không tăng nhiều, chủ yếu là hoa quả tươi, bánh kẹo, thực phẩm tươi sống. Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn tiếp tục là những địa điểm được người tiêu dùng lựa chọn do tạo sự yên tâm cho người mua về nguồn gốc, thương hiệu hàng hóa, giá cả bình ổn, cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ở Tây Bán Cầu, cộng đồng người Cuba gốc Hoa đã có nhiều hoạt động chào đón Tết Nguyên đán đầy ắp niềm vui và mang đậm nét văn hóa cổ truyền trong những ngày đầu năm mới theo âm lịch trên đường phố thủ đô La Habana. Trong âm thanh rộn rã tưng bừng cùng sự xuất hiện đầy màu sắc của múa lân và những màn biểu diễn võ thuật, không khí Tết Nguyên đán đã lan tỏa khắp khu phố Chinatown ở thủ đô La Habana của Cuba. Nhiều người dân địa phương và du khách cũng đã đắm mình vào phong vị Tết Á Đông đặc biệt này. Theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã đề cập đến khả năng giải tán Hạ viện và một cuộc tổng tuyển cử có thể được tổ chức trước khi nhiệm kỳ nắm giữ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền của ông kết thúc vào tháng 9 năm 2024. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Kishida đã bày tỏ sự ủng hộ quan điểm cho rằng ông chỉ nên bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành được sự tín nhiệm của người dân trong cuộc bầu cử Hạ viện đối với những chính sách của ông, trong đó có việc tăng thuế để phục vụ cho chi tiêu quốc phòng tăng cao. Theo hiến pháp của Nhật Bản, Thủ tướng là người quyết định cuối cùng về việc giải tán Hạ viện. Nếu Thủ tướng Kishida không giải tán Hạ viện, nhiệm kỳ 4 năm của các hạ nghị sĩ đương nhiệm sẽ kết thúc vào tháng 10 năm 2025. Bất chấp rất nhiều khó khăn, nền kinh tế đầu tàu châu Âu là Đức vẫn đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2022, thông báo vừa được Cơ quan Thống kê Liên bang Đức đưa ra. Theo số liệu do cơ quan trên công bố, trong năm 2022, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nền kinh tế lớn nhất châu Âu tăng 1,9% so với năm trước đó, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều thách thức như thiếu năng lượng, tắc nghẽn nguồn cung nguyên liệu và lạm phát tăng vọt. Một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của nền kinh tế Đức trong năm qua là lĩnh vực tiêu dùng cá nhân. Sau khi các hạn chế chống dịch COVID-19 được dỡ bỏ vào đầu năm 2022, người dân Đức đã không ngại ngần mở hầu bao cho chi dùng cá nhân, đặc biệt khi họ lại có trong tay đến 200 tỷ euro tiền tiết kiệm trong thời gian hạn chế phòng dịch. Cứ 10 tập đoàn tại Hàn Quốc thì có hơn 4 tập đoàn có kế hoạch cắt giảm đầu tư cả ở trong và ngoài nước trong năm nay, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại và tình hình thị trường không mấy khả quan. Kết quả khảo sát của Hiệp hội Ngoại thương Hàn Quốc cho thấy, trong số hơn 1.300 công ty có doanh thu ở nước ngoài đạt tối thiểu 500.000 đô la Mỹ trong năm 2022, có 47% dự báo rằng điều kiện kinh doanh sẽ xấu đi, trong khi chỉ khoảng 17% người trả lời hy vọng tình hình đổi chiều trong năm 2023. Do triển vọng không mấy tích cực này, gần 30% công ty quyết định giảm đầu tư trong nước và gần 30% dự định giảm đầu tư ra nước ngoài. Hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China cho biết đã phải hủy các chuyến bay thẳng đầu tiên sau 3 năm giữa Trung Quốc và Thụy Sĩ vì thiếu hành khách. Theo Air China, các chuyến bay bị hủy là vào ngày 26 tháng 1 và 2 tháng 2 với hành trình Geneva-Bắc Kinh. Chuyến bay sau đó vào ngày 9 tháng 2 dự kiến cũng chỉ có đủ lượng khách cần thiết để có thể cất cánh. Dự kiến các chuyến bay đầu tiên từ Trung Quốc đến Thụy Sĩ sẽ chủ yếu dành cho các nhà ngoại giao và giới kinh doanh, do hiện nay Trung Quốc chỉ cấp thị thực cho hoạt động kinh doanh, không cấp bất cứ thị thực nào liên quan đến học tập và du lịch. Về phía Thụy Sĩ, cơ quan chức năng của nước này vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về ngày nối lại hoạt động vận chuyển hành khách, hành trình Thụy Sĩ-Trung Quốc. Hãng hàng không của nước này chỉ thông báo rằng đang xem xét tình hình. Sau 3 năm đóng cửa do đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã mở lại biên giới vào ngày 8 tháng 1 vừa qua và các chuyến bay quốc tế cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Người dùng Twitter sẽ phải trả phí cao hơn nếu không muốn thấy các nội dung quảng cáo. Đây là một trong những thông báo mới nhất của tỷ phú Elon Musk về cách tính mới cho dịch vụ Twitter. Ông Elon Musk, giám đốc điều hành của Twitter cho biết, một lượng lớn quảng cáo thường xuyên xuất hiện trên Twitter, do đó người dùng đăng ký sử dụng gói không quảng cáo sẽ phải trả phí thuê bao cao hơn.
Ông khẳng định đây là sự thay đổi lớn về hình mẫu kinh doanh của Twitter, vốn lấy phí quảng cáo làm nguồn thu. Kể từ khi mua lại Twitter, ông Elon Musk cho biết chiến lược của ông là giảm chi phí trong khi tăng doanh thu. Trước đó, ông đã giới thiệu dịch vụ mới có tên Twitter Blue, theo đó cung cấp cho người dùng dấu xác minh màu xanh có tính phí, giúp xác minh chính chủ tài khoản và chống tài khoản giả mạo. Ông Elon Musk cũng sa thải khoảng một nửa trong số 7.500 lực lượng lao động của công ty vào cuối năm ngoái. Động thái làm dấy lên mối lo ngại rằng công ty không đủ nhân viên để thực hiện kiểm duyệt nội dung.